Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của độ cứng. Độ cứng có nghĩa không uốn cong. Trong trường hợp đó, các quy tắc, đối tượng chất, các chất có thể có độ cứng như tốt, nếu họ theo nghĩa đen sẽ không uốn cong. Độ cứng có nghĩa là điều tương tự như tính không linh hoạt. Một từ khác mô tả người rắn chắc, không chịu khuất phục và các chất. Độ cứng là gì? Còn được gọi là căng, cơ, cứng hoặc cứng là một những nguyên nhân phổ biến nhất của đau cơ. Nó được đặc trưng bởi sự bất lực của cơ bắp, có thể để như giãn bình thường. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến bất kỳ cơ bắp nào trong cơ thể, gây đau nhói khiến khó di chuyển. Các loại cứng nhắc là gì? Có hai loại cứng như hoặc chỉ ống cứng, trong đó kháng vẫn thống nhất liên tục và mịn, chẳng hạn như kinh nghiệm khi uống một miếng gì, và độ cứng của bánh răng, trong đó sự rung lắc được đặt tên trên giai điệu tăng lên, dẫn đến nhận thức về sự dao động không liên tục trong chương lực cơ. Làm thế nào để bạn kiểm tra độ cứng? Một bác sĩ sẽ kiểm tra độ cứng bằng cách uốn cong và mở rộng cổ tay như thư giãn của bạn và khớp khuỷu tay. Anh ấy hoặc cô ấy sẽ tìm thấy độ cứng duy trì ống dẫn khi thực hiện các thử nghiệm này, hoặc độ cứng không liên tục bắn răng nếu bạn không bị run. Điều gì gây ra sự cứng nhắc? Cơ bắp cứng xảy ra khi một cơ hay một nhóm cơ bắp ở lại hợp đồng hoặc một phần hợp đồng của một thời gian dài. Não tiếp tục gửi tín hiệu thần kinh báo cho cơ co lại ngay cả khi cơ không còn cần thiết cho vận động. Sự cứng nhắc trong tình cảm là gì? Trong tâm lý học, độ cứng hoặc tâm thần cứng cũng có thể chỉ một sự bất lực bướng bỉnh để mang lại hoặc từ chối đánh giá cao qua quan điểm hay của người khác những cảm xúc đặc trưng bởi sự thiếu đồng cảm. Một ví dụ cụ thể về độ cứng là tính cố định chức năng. Đó là một khó khăn trong việc hình thành các cách sử dụng mới cho các đối tượng quen thuộc. Sự cứng nhắc trong thần kinh là gì? Độ cứng còn được gọi là tăng lực tương, trương lực cơ, có nghĩa là độ cứng hoặc tính không linh hoạt của cơ bắp. Trong độ cứng, trương lực cơ của một chi bị ảnh hưởng luôn cứng và không thư giãn, đôi khi dẫn đến giảm phạm vi chuyển động. Độ cứng của bánh răng là một đặc biệt điểm vận động đặc trưng của bệnh Parkinson. Bệnh gì gây cứng cơ? Dystonia là một tình trạng mà gây ra ngẫu nhiên và không tự nguyện cơ bắp đo thấp. Đau cơ sơ hóa là một rối loạn mãn tính có thể gây đau nhức cơ, đau và cứng. Lupus mà là một viên mãn tính bệnh có thể gây đau và cứng khớp ở các khớp. Bạn có nghĩa ý nghĩa gì bởi sự cứng nhắc? Độ cứng là chất lượng được tìm thấy ở người và vật không uốn cong, mặc dù cuối cùng chúng có thể bị vỡ. Khi chúng ta thấy sự cứng nhắc ở một người, điều đó có nghĩa là họ nghiêm khắc, giống như một giáo viên trừng phạt bạn vì đến muộn, mặc dù bạn đang bận cứu một đứa trẻ mồ côi khỏi một con gấu Bắc Cực. Không tăng độ cứng có nghĩa là gì? Độ cứng còn được gọi là tăng trương lực cơ, có nghĩa là độ cứng hoặc tính không linh hoạt của cơ bắp. Trong độ cứng, những giai điệu cơ bắp của một chi bị tổn thương phải lúc nào cũng cứng và không nghỉ ngơi, đôi khi dẫn đến giảm phạm vi của chuyển động. Độ cứng trục là gì? Và một độ cứng trục được sử dụng để xác định độ cứng của vật thể, giả sử như lò xo. Trong một trục cụ thể, thực tế mọi đối tượng trên thế giới không cứng nhắc 100%, họ có phần linh hoạt. Điều đó có nghĩa là độ cứng của thanh sắt cao hơn và độ cứng của lò xo thấp hơn do độ cứng. Sự cứng nhắc của Parkinson cảm thấy như thế nào? Cứng khớp có nghĩa là cơ bắp cứng không linh hoạt, là một trong những triệu chứng vận động chính của bệnh Parkinson. Cũng với sự run rẩy và
chậm chuyển động, cơ bắp trở nên cứng nhắc khi không thể thư giãn. Lo lắng có thể gây ra cơ bắp cứng nhắc không? Hành vi cứng nhắc và lo lắng. Không phải tất cả độ cứng đều liên quan đến cách lo lắng của bạn ảnh hưởng đến cơ thể của bạn. Điều này có thể tạo ra một chu kỳ cứng, trong đó khi lo lắng của bạn gây ra cứng cơ, gây ra sự không hoạt động, gây ra nhiều lo lắng và cứng hơn. Hành vi cứng nhắc là gì? Trong tâm lý học, cứng, độ cứng hoặc tâm thần cứng cũng để chỉ một sự bất lực bướng bỉnh để mang lại hoặc từ chối đánh giá cao quan điểm hoặc cảm xúc đặc trưng bởi sự thiếu đồng cảm của người khác. Một ví dụ cụ thể về độ cứng là tính cố định chức năng, đó là một khó khăn trong việc hình thành các cách sử dụng mới cho các đối tượng quen thuộc. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.